Chào các bạn, đây là bài, đây là thông điệp cho ngày hôm nay. Nhưng mà mình, hôm nay mình làm một cái quick pick a card reading. Các bạn sẽ chọn thông điệp 1, 2, 3 để nhận được cái thông điệp tình yêu cho mình. Và mình đã rút ra những thông điệp sẵn ở đây, những lá bài sẵn cho từng tụ bài. Cho nên đây không phải là giống như mọi khi mình làm là mình cũng không biết cái nội dung gì trong đó. Lần này thì mình biết, nhưng mà mình thấy các bạn rất là hưởng ứng cái format chọn một lá bài, cho nên là đây là món quà cho các bạn. 1, 2, 3. Rồi, với những bạn chọn tụ bài đầu tiên, chúng ta có lá Chemistry, Page of Swords, Lake và The Hangman. Với những bạn chọn tụ bài đầu tiên này thì dường như là trong bạn đã có một cái bị cuốn hút bởi một ai đó, và cái sức hút này rất mãnh liệt. Ở đây nó nói rằng có cái sức hút giống như là nam châm giữa hai người, mà nó rất là mạnh. Và người này có thể là người thuộc cung khí, có thể là bảo bình, thiên bình hoặc song tử. Họ có thể trẻ nhỏ tuổi hơn bạn, hoặc là họ khá là trẻ con. Chưa được chín chắn cho lắm. Giữa hai người có vẻ sẽ có những cái vấn đề trong 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 việc giao tiếp và đối thoại, do là kiểu người này hoặc là cả hai bạn không được chín chắn lắm trong cách trao đổi quan điểm của mình. Có thể là không ai chịu nhường ai, có thể là khá cứng đầu nữa. Nhưng mà có lẽ bởi vì những cái chiều mà nó trái, những cái gì trái dấu với nhau thì nó thường thu hút nhau rất là mạnh, giống như là nam châm ở đây. Cho nên cũng có thể vì bạn bạn yêu người này bởi bởi vì cái sự ngây ngô trẻ con này và rất là cứng đầu này, bạn cảm thấy họ rất là đáng yêu ở cái điểm đó. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì hình như là bạn không có thể hiện tình cảm rõ ràng. Bạn cảm thấy không biết nên thể có nên thể hiện tình cảm của mình không. Nếu các bạn nghe thấy tiếng ồn thì đó là do bạn của nhà của mình đang đang có dọn nhà. The Hangman ở đây nói với việc rằng bạn hãy dám dứt bỏ ra khỏi vùng an toàn của mình, thể hiện tình cảm. Có thể bạn đang chờ thời cơ, hoặc là nói chung bạn chưa thể hiện tình cảm nhiều ở thời điểm hiện tại. Bạn giống như mặt hồ phẳng lặng ở thời điểm hiện tại, mặc dù trong lòng thì bạn rất là bị thu hút bởi người này. Cũng có thể bạn mâu thuẫn với bản thân bởi vì bạn cảm thấy là người này không giống với những gì mình tưởng tượng, mà tại sao mình lại bị thu hút bởi người này đến như vậy. Cho nên bạn tạm thời chưa có những cái động thái thể hiện tình cảm của mình. Cái lời khuyên là các bạn hãy dám bứt phá ra khỏi vùng an toàn của mình và nhìn mọi thứ nó thoáng hơn. Đừng quá cứng nhắc trong cái việc suy nghĩ là người như thế nào mới đúng là người dành cho mình, mới là bạch mã hoàng tử hay là công chúa của mình. Người thực sự dành cho bạn có thể là rất khác so với tưởng tượng của bạn. Có thể bạn là người rất là trầm lắng, còn người kia thì rất là linh hoạt, nhí nhảnh. Nói chung là họ không ngồi yên được một chỗ, còn bạn thì rất là trầm, bạn giống như mặt hồ phẳng lặng này. Và bạn sợ rằng khi mà bạn kết hợp với họ thì nó sẽ mất đi cái sự phẳng lặng, cái sự an bình này trong tâm của bạn. Cho nên hiện tại bạn cũng rất là mâu thuẫn với cái sự hấp dẫn này. Nhưng đừng quá cứng ngắc nhé, cho mối quan hệ này một cơ hội, bởi vì giữa hai người có cái lực hút rất là mạnh với nhau. Đó là những bạn dành cho đó là những bạn chọn thông điệp đầu tiên. Những bạn chọn thông điệp thứ hai: Give your relationship a chance. Cho mối quan hệ của bạn một cơ hội. King of Pentacles, Volatility và The Star. Có thể bạn có tình cảm với cái người đối tượng của bạn là Bảo Bình, và bạn có thể là một người thuộc cung đất Market, Kim Ngưu hoặc là Xử Nữ, hoặc là ngược lại. Nói chung là có một người cung khí và một người thuộc cung đất liên quan đến mối quan hệ này. Hai người dường như đang trải qua sóng gió, có một giống như là núi lửa đang tuôn trào ở đây, và các bạn có thể đang trải qua một cái thời gian rất là khó khăn, và không bên nào chịu nhường bên nào. Cái mâu thuẫn ở đây nó đã đạt đến cái hồi đỉnh điểm, và nó giống như là núi lửa phun trào. Có thể các bạn đã kìm nén rất là lâu, nhưng lời khuyên ở đây là cho mối quan hệ của bạn một cơ hội. Các bạn vẫn có thể cứu vãn mối quan hệ này, các bạn có thể hàn gắn được nó. Với cái lá ngôi sao ở đây nó nói về
Chúng ta tiếp tục nha. Vừa rồi mình vừa gặp trục trặc và cái video nó bị dừng ở giữa chừng. Mình đang nói đến đoạn là các bạn có thể hàn gắn cái mối quan hệ này. Các bạn có thể có được cái sự hàn gắn người này cũng như là định mệnh của bạn, và cái mối quan hệ này nó được xây dựng trên một cái nền tảng rất là chắc chắn của sự chân thành, chung thủy, của sự nghiêm túc. Hai người thực sự có ý định nghiêm túc với nhau, cho nên là các bạn vẫn có thể cứu vãn mối quan hệ này, dù là tình trạng hiện nay có thể là đang 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 nóng như là dầu sôi lửa bỏng, hay là như là những gì các bạn kìm nén trong thời gian qua nó đang phun trào ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể dựa trên cái nền tảng rất rất là vững chắc của mối quan hệ này để cứu vãn được mối quan hệ và hàn gắn được những cái tổn thương ở đây. Đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ bài thứ hai. Những bạn chọn tụ bài thứ ba, chúng ta có separation, judgment, lightning power và king of cups. Với những lá bài này, với những lá bài thuộc cái set bài này thì nó cho thấy rằng các bạn và người đó có thể là đang chia tay và đã chia tay hoặc đang chia tay, nhưng mà hai người có cơ hội làm lại với nhau. Có thể là một cự giải liên quan đến 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 thông điệp này. Hoặc là bạn bạn có thể là một người thuộc cung nước, hoặc là người của bạn có thể thuộc thuộc cung nước. Có thể là cự giải, song ngư hoặc là bọ cạp. Những cái sóng gió trong thời gian vừa qua để giúp các bạn hiểu được thực sự là tình cảm của mình dành cho người kia đến đâu. Hai bạn vẫn còn tình cảm với nhau, có thể các bạn không thể hiện điều đó ở thời điểm hiện tại và rất là tỏ ra lạnh lùng, hay là mình ổn, mình không sao cả. Nhưng thực sự thì các bạn muốn có cơ hội làm lại từ đầu với nhau, và các bạn nhận thức được rằng những cái sóng gió trong thời gian vừa qua nó đã giúp mình hơn rất là nhiều trong việc nhìn nhận bản thân và hiểu được tình cảm của mình dành cho người kia. Cho nên mình thấy rằng các bạn có cơ hội làm lại với những bạn chọn tụ bài này. Đó là thông điệp nhanh cho ngày hôm nay. Mình hy vọng là các bạn đã nhận được cái thông điệp mình cần phải nghe. Và bây giờ là mình sẽ chọn một bạn trong, mình sẽ bốc thăm một cung hoàng đạo và sau đó mình đến cái playlist của cung hoàng đạo đó và mình chọn một bạn có thể là bình luận. Chúng ta có Virgo, có Xử Nữ. Với cung Xử Nữ thì mình chắc chắn là mình sẽ tìm được một bạn bình luận, bởi vì Xử Nữ luôn là có số lượng view cao nhất trong tất cả 12 cung theo dõi các bài dự đoán của mình, và các bạn luôn hưởng ứng tích cực và bình luận tích cực trên các video của mình. Mình sẽ đến với Xử Nữ. Nhân đây mình cũng cảm ơn Xử Nữ, các bạn thuộc cung Xử Nữ và tất cả các bạn thuộc những cung khác đã rất là ủng hộ mình trong trong thời gian qua. Mình luôn cố gắng để ra nhiều video hơn nữa để có thể đem đến cho các bạn những cái thông điệp hoặc là những cái niềm vui nhỏ nhỏ. Mình sẽ chọn đại một video ở đây, đó là dự đoán tình yêu tháng 3. Mình có khá là nhiều 10 10 người bình luận ở đây. Mình sẽ chọn một bạn. Mình sẽ chọn bạn Lê Nga. Bạn là người bình luận cuối cùng trong video đó. Ok, đây là thông điệp dành cho Lê Nga. Mình sẽ chọn bộ mình sẽ dùng bộ Energy Oracle, nhưng mà mình sẽ hỏi cho bạn là những cái gì bạn đang những cái gì bạn có thể mong chờ trong cuộc sống tình cảm của bạn, hoặc là những cái gì sắp đến với bạn ở trong trong vấn đề tình cảm. The Garden and the Gate. Mình vừa có được cái lá này cho một khách hàng của mình, cho nên mình vẫn nhớ rất là rõ cái thông điệp từ từ cái lá bài này. Với cái lá bài này nó nói rằng bạn hãy dám bước ra khỏi cái khu vườn tuyệt đẹp mà bạn đang nhốt mình ở bên trong đó, tức là cái hình ảnh của vùng an toàn của bạn.
Nếu có ai đó đến với bạn và bạn cũng vẫn còn đang e dè và không biết mình có nên chấp nhận tình cảm của họ hay không, hay là có nên cho mối quan hệ này một cơ hội hay không, thì câu trả lời là có. Mặc dù bạn đang rất là ổn trong cái khu vườn của mình, nhưng mà những cái điều tốt đẹp nhất nó xảy ra ngoài vùng an toàn. Và khi mà bạn dám bước ra khỏi cái cánh cổng của cái khu vườn của mình, bạn sẽ khám phá ra được hơn rất là nhiều điều tốt đẹp ở ngoài, ở thế giới ngoài kia. Cho nên kể cả trong và dù nếu mà bạn đã có một mối quan hệ nhưng mà bạn cảm thấy rằng cái mối quan hệ này nó không còn là điều mà mình mong muốn nữa, hay là nó kìm hãm cái sự phát triển con người của bạn, hay là cái định hướng, cái đường hướng gì của bạn, thì hãy dũng cảm. Nếu mà bạn có cái tiếng nói thôi thúc rằng bạn cần phải bước ra thế giới ngoài kia và giải phóng bản thân của mình, thì hãy lắng nghe cái sự thúc giục đó. Và nếu mà bạn còn đang single và chưa có ai cả, chưa không không hề có một đối tượng hay là một cái gì xong trong cuộc sống của hiện tại, của thời điểm hiện tại, thì nó cũng hứa hẹn với bạn là sẽ có rất là nhiều điều tốt đẹp sắp đến với bạn. Nhưng mà bạn cũng cần phải cho mình một cơ hội, tức là mở lòng mình để đón nhận những tình cảm đó. Đừng đừng lo lắng quá xa về phía trước. Lá bài này nếu mà xét về mặt công việc hay là tài chính thì cũng là một cái hình ảnh vô cùng là tốt đẹp, và đem hứa hẹn rằng bạn sẽ gặp rất là nhiều may mắn về vấn đề tài chính tiền bạc luôn. Cho nên chúc chúc mừng Lê Nga, đây là một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa và tích cực dành cho bạn. May mắn sẽ mỉm cười với bạn, may mắn sẽ đến với bạn, và hãy dám bứt phá ra khỏi cái vùng an toàn của mình nhé. Ok, đó là thông điệp cho Lê Nga và cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và mình cố gắng để cho lên sóng 6 cung đầu tiên trong series dự đoán vận hạn tuần này. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.